Còn ngay cái thời đại năm 2023 này, Minh Vương đã đầu thai vào người Việt Nam. Đức Phật Thích Ca bây giờ, những đệ tử của Ngài hồi thời Ngài tại thế cũng đang đầu thai thành người Việt Nam. Mà nước Việt Nam ác gì mà sao vô đó? Đó là tự vì cái trái đất mỗi một cái thời bao nhiêu nghìn năm, cái phong thủy nó xoay chuyển. Ngày xưa Phật ở bên Tàu, hôm nay Phật đã chuyển dần về Nam. Cho nên bề trên nó lại coi cái phong thủy của cái quả địa cầu này nó quan trọng hơn. Còn cái chuyện cái nghiệp của nước Việt là trả là phải trả. Hôm nay bị đói, bị Covid. Mà có Minh Vương đây khánh hoài thì nó có nó hành căng nhưng mà không có hành mạnh. Nhẹ vậy đó. Chết thì chết, sống thì sống. Chứ giờ nước Việt mà đã là trong bốn nước mà của các Mác Lênin thì nó cũng phải như kiểu Bắc Hàn hay là Cuba, phải là rất là thê thảm, rất là khổ. Bắc Hàn rất đói rất lâu rồi mà dân Việt Nam mình còn có Việt Kiều đi qua đi lại, tại sao phải thòng qua một cái, tại sao bề trên phải cho 6 triệu Việt Kiều đi khắp thế giới không? Rồi 6 triệu Việt Kiều năm gửi về 20 tỷ. Nếu mà mình nói ở nó mà không ăn hối lộ, không săn dưới săn sao á, tiền của chúng ta ở hải ngoại về nuôi dư sức cả nước Việt sống á. Tại mình gơi nhiều đưa túi cho mấy ổng đi làm tiêu hết à. Thì cái đó là cái nghiệp, cái người đóng vai xấu á cũng là xả cái nghiệp, rồi họ sẽ gặp những cái quả báo khác nữa. Kiểu nào đừng có vô máy quay phim nó nghe đại ca. Đi qua bên kia nhảy cho đã. Vô máy này á. Rồi tự nhiên sư phụ ơi. Muốn cũng được, muốn cũng được. Ok, có gì mình tắt cái máy này thành một cái clip buổi sáng nói chuyện. Sư phụ, rồi có một số họ ký bán cái Hoàng Sa đó sư phụ, có bị tội gì không? Như Phạm Văn Đồng đấy. À đó, mời hỏi thử cái Phạm Đồng đáng đâu hết ta? Rồi bán Hoàng Sa đó. Nhiều lúc đâu phải như vậy, nó chỉ là thừa hành thôi, nó là đi nguyên cái bộ máy mà. Mình chỉ biết được là hiện bây giờ á, khi cơ hội mà lấy lại á là phải nhờ những cái nước Asian, nó giống như Ấn Độ, Phi rồi Nam Dương rồi đó. Tại lúc mà Trung Cộng nó lo bận rộn trên kia không, ở dưới này mình lùa máy dịch đi về phải không? Chứ giờ Việt Nam đâu có tàu bè, đâu có đạn dược gì đâu mà lụa. Để vô nhiều là rút dầu ăn cắp bán á. Đỏ nước vô không biết lúc đó đời máy nổ không nữa. À, phải nhờ người ta ha. Nhưng mà của mình thì khi mà sư phụ là chân mạng cao nói thì cái đó hiện giờ người mà làm chủ mà thật sự á là Long Dương, là gia đình bên của sư mẫu á. Long Dương đang cai quản mấy cái đảo này. Cái bữa hổm là hỏi mấy vị nói giờ sao đó, có bà chị ngồi ngoài là đang cai quản Hoàng Sa Trường Sa đó, ngồi ngoài đó.
thì nói mấy dưới cũng phải là chờ lệnh của cha thôi. Cha kêu release, trả lại thì trả lại. Thì ăn thua mình khấn. Nhưng mà đâu phải cái gì cũng lạm quyền, cứ ý mình lạm quyền là mình muốn khấn gì đó là khấn đâu. Phải cùng mỗi người có cái nhen, có cộng lực. Và nước Việt nữa. Bây giờ cũng là giả sử như bây giờ đại tử đi, thương đứa con, muốn mua nhà cho nó, muốn cho nó học ra bác sĩ, kỹ sư, rồi nó không muốn, rồi mình có làm được không? Cả nước Việt họ không có muốn, họ đang chửi phụ là đồ ảo, là đồ điên. Thì cái đó nghĩa là cái gì? Mấy vị nói là nó bất kính với con quá, mà con cứ sinh cho nó hoài. Mấy đứa nhỏ là tương lai nó là chủ nước Việt, chứ phụ đâu phải là chủ nước Việt. Ông chỉ xuống đây để mà dìu dắt cả đám những người về trời thôi. Cái số lượng quá đông đi thì cái đó mấy vị mới gọi là họ không có đủ phước đó con. Cái nghiệp của họ quá nặng. Hiểu không? Thì giống như cái đứa con đó, con thương nó, con mua nhà cho nó, đưa cho nó đi học rồi này kia, rồi nó cũng không ngó nữa. Tối ngày nó chỉ thích ra đường ăn chơi, hút sách, nhậu nhẹt, uống cà phê sáng sỉnh chiều say vậy đó. Rồi con có làm gì được không? Thì nước Việt họ hiện giờ cũng đang như vậy. Phật Thánh Tiên hạ phàm, chứ phụ hạ phàm, nói lời thật, việc thật, rõ như trong bàn tay luôn. Mà họ cũng vẫn là phạm thượng. Thì bây giờ mình phải làm sao? Hồi xưa Đức Thầy rõ ràng là Phật, họ cũng giết Đức Thầy. Ngày Minh Đăng Quang bữa, ông đứng đây, ông cũng cầm lên. Tôi là Bồ Tát mà vô nước Việt nó cũng giết tôi. Không chỉ là Ngài là Thiên Tử mà nó không giết. Cho nên giờ mình phải núp, phải né. Việt Mi Thao mình cũng không dám ra nữa. Nó vậy á, nghiệp nặng mà, bây giờ mới nói là nghiệp nặng. Nên cái lòng từ bi của Phật với Bồ Tát thử bê lớn. Nuôi đứa con nghịch ngợm á, rất là khó. Mấy con mà nói chuyện với con, với đứa cháu ngoại, cháu nội đi, nó thằng Chinh nè, nó có đứa cháu ngoại nó kiểu nó dạy được đó, là rồi mới phục nó đó. Không phải dễ đâu. Mình nói đưa định hướng là cờ vàng ba sọc đỏ, thì là lá cờ này là mấy vị đã chọn để cho nước Việt mau phát triển lại khi mà chuyện gì xảy ra. Vậy mà nó cũng chửi. Còn tăng ni á, là phải dạy Phật tử đọc kinh, ngồi thiền, ăn chay niệm Phật. Vậy mà lên cả đống mà lên trên mạng nữa, Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm chiến thắng vậy đó. Bộ Phật kêu ca mấy bạn đó à. Thứ nhất, áo đời có quyền ca, áo vàng trong kinh Phật không có quyền ca nghe, là đã phạm giới rồi. Huống chi á, mà tối ngày á, đi tân bốc một con quỷ. Con quỷ con là Hồ Chí Minh là quỷ con đúng không? Thật sự là vậy. Thì mà lại mặc áo của Phật có nghĩa là cái gì? Có phải làm hơn 100 triệu dân không? Ừ hả? Nhưng mà không sao, chứ hộ từ bi lắm. Tối ngày cũng khấn sinh, khấn với sinh. Bữa mình đọc sớ đây nè, là lúc đó mấy chị dì đứng ai cũng cảm động, thấu tới lòng trời. Một phần lớn trong đó được bề trên cho, bề trên có cho. Mỗi lần mình làm một cái lễ này á, cái lễ tế trời á, trên thế giới này mấy trăm quốc gia luôn, tất cả các tôn giáo luôn, bên Tây Tạng hay là cả nước Việt luôn, những thầy lớn không ai có khả năng làm cái buổi lễ đó. Nếu không đúng chân mệnh là chết liền tại chỗ, không phải đưa dẫn chơi đâu á. Mời trong khi mình ở đây á, nếu mà người hiểu về tu đạo á, là phải biết. Bữa đó là không có thiếu gì nào hết, trùng trùng luôn, đầy cả cái sân này, hàng ngàn hàng triệu những cái gì ở đây.
mình đừng có đụng chút, mình nói là tôi không biết, tôi không có tội, cái nó quá dễ rồi. Một cái người đi hiếp dâm ở tù, hay là một người cầm súng vô nhà băng, tôi không biết ở tù tôi vô cướp, tôi không biết hiếp dâm là tôi ở tù là tôi vô tội, cái đó có chấp nhận được không? Nó cũng y như là kiểu mình vậy đó, không có chấp nhận được. Là tại vì họ không có cái giới luật căn bản. Cái căn bản đầu tiên á là phải có nhân lễ nghĩa chí tính. Bây giờ quên đi phần tâm linh, mà nói về mặt đời thôi. Thù có làm gì tổn hại nước Việt không? Yêu nước Việt đúng không? Là nhiêu đó là cũng đủ rồi. Một đứa mà vô minh mà không biết tu á, nước Việt còn nghiệp nghiệp nặng, cực kỳ nặng. Ý tôi mới nói là hết cái màn bệnh từ loài thú qua, thì mấy clip trước là mình đã nói rồi, trên đã báo động rồi. Ở trên báo động á, sẽ có một trận đói. Nhưng mà bây giờ á, người đang giảm. Mỗi lần mình xin mà giảm á, thì bắt đầu chọc quê mình. Ồ, anh nói gì không trúng gì cơ. Cười không? Kiểu nào cũng bị nó nói. Nó trúng thì bị nó chửi. Anh trù, nước Việt đang sống hòa bình, vui vẻ, đang phát triển, kinh tế đang lên nào ào. Mấy cái đài Việt Nam á, nó muốn nói kiểu nào nói, mình khi dân đói rã thay thi á, mà cũng nói là phát triển đang lên, kinh tế đang lên. Tức cười lắm. Hoàng Sa Trường Sa là phải tự mình đi lấy lại. Ít nhất ở Việt Nam là phải viết lại cái lịch sử lại hết, là một cái thư viện. Sorry. Làm thư viện, làm những cuốn sách lại. Chứ còn thư viện với sách đồ á là bị xóa bỏ hết rồi, phải không? Đốt hết rồi. Cho nên phải làm lại cái thư viện lại. Thì lúc đó cái thế hệ trẻ sau á, nó đọc nó mới biết. Để giờ trứng rộng nở chứ cao độ nó giết nó qua đây nó kêu rắn qua ăn cái trứng. Khỉ kia giữ nhà quá trắng chơi, để cho rắn rết vào bê trứng gà. Có bài thơ mấy vị viết câu đó. Bọn này mình cũng là đang còn trong trứng chưa có nở. Ok rồi, không ai hỏi gì thì mình tắt máy đi về nha. Sao Mai? Lâu quá không gặp con, không khỏe không? Cười.
Thôi nghe ông này ông nhảy mũi thôi cũng vui, khỏi cần phải nói. Cái đó không có sai, cái đó good mà, đâu có gì đâu sai. Dạ, được. Giữ đó đeo đi, không có sao. Dạ, trên nó thôi, đâu có gì nữa. Trên online nó bán mấy cái đẹp lắm á. Dạ. 50 đồng à. Dạ. Cứ đeo đi, không sao. Đừng có chấp quá. Họ thiên quá chấp. Họ thiên đời cho đáng đời, đạo cho đáng đạo. Chứ không có đi theo thầy hay đi theo một cái nơi nào. Mà đạo này là đạo trời, pháp Phật, mình có cái phương pháp, một cái công thức. Mỗi đứa chúng ta dùng công thức đó, mỗi đứa chúng ta cầm cây đuốc rồi dùng cái đó để mà nương theo, tự đi với bàn chân của mình. Rồi mình về trời. Chứ còn như Phật tử á, thì phải nương theo mấy ông thầy, nương theo cái chùa, đúng không? Còn mình á, mình chỉ nhà mình có bàn thờ, mình tu ở nhà. Mình có núi Thiên Long Sơn. Mình có sư phụ còn ở đây. Nhiều lúc qua mấy mà Việt Nam á comment á, nói anh nói anh có 7 dòng hào quang, anh cho tôi thấy đi. Mình mới thấy tức cười á. Phật trời mà nó thách kiểu đó. Sao mày không giỏi tu đi để mày thấy. Nó hổng nó đồ đó. Thì con nghĩ cái đầu của con người nó cái trí trình độ nó thấp kiểu nào. Nó gan vậy luôn á. Mấy nghiệp mà hổng hay. Khi mình đừng có giỡn chơi khẩu nghiệp á, mấy sư phụ rất là từ bi, sư phụ xin hết. Nhưng mà mấy vị mà hộ pháp á, Thiên Long Bát Bộ á, mấy vị A-la-hán mà 18 vị hộ sư phụ á, mấy vị là thẳng tay. Giống như mỗi lần mình lễ cúng cúng mấy vị Bồ Tát ở trong này không sao, mà cúng mấy vị hùng đi sông núi đó, mà mình đứng gần đó đó, mà mình nói bậy bạ là mình nói sai một cái là mấy vị chảm mình ngay lập tức á, có quyền á. À, nhưng mà Việt Nam á, nó bây giờ giống như cái đầu nó không còn hiểu về thần thánh là gì nữa. Nó nghĩ là thần thánh giống như ngang hàng với tụi nó. Nó cứ nghĩ như vậy á. Nó nhiều cái vậy lắm. Tôi thấy chúng sanh Việt Nam muốn dứt được cái nghiệp và cái tội lỗi nói chung từ xưa tới giờ. Chỉ có Ngọc Đế với mẹ có quyền tha thứ. Thì sư phụ khấn để sinh cho họ. Để nó mau đến. Cho nên nếu không sinh thì ngày xưa trái đất này đã ở trên đã hủy diệt giống như thời Atlantis hay những cái thời đại ngày xưa dễ hợp để một cái là lũ lụt hay là cho một ông rồng khổng lồ qua ngoài trái đất thổi cái trái đất này ở trên mặt đất này nóng trên 200 độ là cháy hết là chết hết thì dễ hợp rồi thanh lọc lại bằng cái thần hồn rồi từ đó mới cho đầu thai lại còn bây giờ á sàng lọc mới là khó. Thì mình mới gặp những cái đứa mà ngỗ nghịch ngông cuồng này nè. Khó dạy. Và mãi mãi khó dạy lắm. Khi mà khẩu nghiệp ra rồi, thân khẩu ý mà. Khi mà xuất ra rồi á. Nó làm cho tự động là mất cái duyên để mà gặp Phật, gặp Pháp rồi. Nó có cái đó. Chứ mình đừng có nghĩ mình nói rồi cái mai mốt. Mình sám hối tùy theo chuyện. Mình có thể hồi nhỏ gì mà hoàn cảnh nghèo. Mình lên Sài Gòn, mình làm này làm kia, có bầu liên tục, phá thai liên tục vì hoàn cảnh nghèo. Cái sự bắt buộc về kinh tế, cái đó có thể sám hối nó hết. Còn hiện bây giờ mà ăn nữa không mà khẩu nghiệp á, cái đó là cố tình khẩu nghiệp. Thì nó do cái tâm cố tình tạo ra, cái đó khó sám hối hơn á. Chứ không phải là ấy đâu được. Nhiều lúc một lời nói á, nó nặng hơn á, là một người phá thai 20 lần. Tại vì nó đi từ cái tâm tạo ra cái nghiệp nặng đó.
những cái clip ngày xưa đó mà những ông thầy mà nói xuyên tạc Thượng Đế, xuyên tạc cha mẹ đó, những ông thầy thời nay á, bị dân lôi ra hết. Từ ông Nhật Từ chứ ông Thích Trúc Thái Minh, con thấy không? Hồi xưa mấy ông là toàn là nói xấu kinh địa mẫu, rồi nói xấu cha mẹ, rồi nói xấu đức thầy, khủng khiếp. Đó là nghiệp hết, tại cái tâm tạo ra. Đó là chưa, ở đời còn mai mốt mà mất xác phàm nữa là mấy ông đi. Bữa hổm có đứa Phật tử nào nhắn tin con nằm mơ, con thấy dưới cái địa ngục sao toàn là áo vàng không à. Rồi thêm áo chàng nữa. Thì áo vàng đâu có áo chàng tới đó. Hộ mà, hộ tống, đông cho nó vui. Tôi nghĩ chỉ cái sư phụ xin với cha tối thượng mẹ duy trì là giảm án trần để chúng sanh, với chúng sanh nguyện cầu xin giảm. Hiện giờ mới ngồi đây mới năm mấy tuổi, không sinh ở trên trời cũng sướng hơn. Xuống đây làm chi, giờ bữa nay nắng tính tục độ nữa nè, xin mới ngồi đây thôi. Nhưng mà hồi lúc đầu á, nó mắc cười lắm. Mình cứ nghĩ là mình giấu cơ trời, giấu gần rất là lâu, rất là khó chịu luôn. Trong hãng hay là gia đình anh em cũng đâu có hiểu, bạn bè đâu không hiểu. Đó là khi mình nghĩ mình lộ ra là ai cũng sẽ thương mình, ai cũng sẽ trân trọng và hiểu, nghe lời mình. Giờ càng lộ càng bị chửi. Hôm nay lộ càng nhiều càng bị chửi nhiều. Nói chúng nhiều quá họ lại chửi nhiều nữa. Đó là nguyên văn của bề trên nói vậy. Nói giờ con có thương họ, con có nói hồi xưa con nói tốt thì họ chửi theo kiểu đó. Bây giờ con có làm tốt tốt hơn, họ lại chửi cao hơn. Trên nói luôn á, tâm tánh của nhân loại nó vậy. Nghĩa là mình càng làm được việc cho nước Việt chừng nào thì mình càng bị chửi nhiều chừng đó. Mà nước Việt mà sư phụ ở đây mà không đặt ba bàn thắng hôm nay á là còn tệ hơn là Cuba với Bắc Hàn nữa, không có cơm ăn nữa. Trước khi thành phố buồn Sài Gòn hôm nay thành phố buồn phải không? Trước khi xảy ra thành phố buồn này mình đã nói cách đây 5-6 tháng trước rồi. Hôm nay quá trời trúng luôn. Lúc đó còn nói tiền thành tiền giấy. Lúc đó bà Trương Mỹ Lan chưa bị bắt với ông Tân Hiệp Phát, ông gì bán nước đó, chưa có bị bắt nữa. Rồi chưa có mấy cái vụ tùm lum la xảy ra nữa. Càng ngày là cơ vận lộ ra hết. Mai mốt sẽ có nhiều chuyện vui lắm. Bà rồng lửa mà bà ra khỏi tù một cái là thôi, trời ơi, chích kinh pháp hay là mụn đầu bồ mùa hay là ghẻ lỡ về lòi ra hết. Chỗ bà này bà ngầu lắm, bà có sứ mạng hả con? Thiên dụ ngồi đây tức cười quá. Rồng lửa, bà là cốt rồng mà lửa thiệt, gọi là vàng, giống như cùng kiểu như xích lòng vậy đó. Mình không biết có bà con nghĩ đến lòng không, mình không dám phạm xin lỗi. Nhưng mà ai mà đụng tới bả đi, sau này sẽ biết. Mình đã nói rồi, Trấn Thành hay là Đàm Vĩnh Hưng hay là chuyện qua bỏ qua đi, không mà cứ gáy rồi á, đến lúc mà bác Hà lửa lại thành đống chim bồ câu quay, mấy đó cốt chim này cốt này cốt kia, hay là ông Võ Văn Yên lặn chồn đầu thai, mà giờ đâu có ai dám bắt chồn lên xào lặn đâu, bả ra bắt khàn cái là chồn thui liền á. Thế nào cái gì nó cũng có nghiệp quả của nó. Tại cái thời đại này tất cả chúng ta đóng màn kịch, bả đang đóng màn kịch, sư phụ ngồi đây cũng đóng màn kịch, ông cà phê cũng đóng màn kịch, những cái người mà lỗi lạc trên mạng á là đều có sứ mệnh hết nghe. Mấy cái này cũng có kênh YouTube thì cũng là có sứ mệnh á, nhỏ hay lớn thôi, để mà cái màn kịch kỳ này, những cái hình ảnh, những tiếng nói, những cái sự việc mà của mỗi cá nhân làm á, nó sẽ lộ lên hết.
trong những cái thời đại vàng kim trong tương lai, sau ngày lập hội anh tài, sau khi Đức Thầy xuất hiện, thì những cái này nó lại là những cái trò cười, là những cái mà giống như là mình coi phim từ đầu tới cuối rồi lật ra, trời ơi xưa giờ anh kia anh nói mà tôi không nghe tin đó. Rồi từ đó mình mới học như vậy, tức cười là chỗ đó. Mà hôm nay mình coi phim trước gồm hơn họ thì mình hiểu trước, họ coi phim sau họ sẽ hiểu sao. Sợ hiểu sao quá muộn, thành ra mới có vấn đề chết bảy với còn ba. Nếu mà chúng sanh mà dễ dạy á, nó hiện giờ cái clip này sẽ thành ra 228, chỉ cần một cái clip thôi, không cần nhiều. Thật sự có nhiều Phật tử khi mà họ ấy, họ nói khi mà họ bị cái bệnh chấp á, kiểu nào cũng chấp á, vô minh mà. Vô minh thì cứ nói theo cái lối suy nghĩ của mình. Này có nhiều người phụ nữ cứ nhắn tin, tôi là Đức Thầy đây, sư phụ có kiệt hay gì đâu Phật. Đức Thầy tôi đàn ông sao tự nhiên giờ biến ra đàn bà nhiều quá. Hết sư cô vô Thượng Hải rồi tới thì mấy người khác nữa cũng có nói tên đây. Nhiều người dành là Đức Thầy lắm. Tại Đức Thầy là Phật Di Lạc á, số 1. Mình đệ tử mình là số 2, Đạo Thiên Tâm. Cái Đạo Thiên Tâm là của Đức Thầy mà. Ngài chuyện là nó có số, sau khi sư phụ đi, Đức Thầy đi, sẽ có một người lên làm số 3. Rồi tới chừng vài chục năm sau cái số 4, số 5. Nó cũng giống như kiểu mà bên La Mã vậy đó, bên Tòa Thánh của bên Công giáo vậy. Đức Giáo Hoàng 1, Giáo Hoàng 2 đi từ xuống. Thì mới gọi là thời vàng kim mấy nghìn năm. Nhưng mà cái cơ trời á, sư phụ đi ra đời trước, lộ diện trước, thì nhưng mà cái số thứ tự kia là phải là số 2. Tại sư phụ là khác, sư phụ là đệ tử của ngài, là ngài là số 1. Thì cả ngài mãn sứ mệnh rồi thì cái người đó tôi biết rồi. Hả? Đừng có nói bậy bạ trên này không, nghe. Không dám nói. Cái đó là khi nào cha với hội đồng chư Phật ấn định lại. Thì cơ trời đi rất là màu nhiệm, chỉ có chúng sanh á, hiểu không tới thì cứ nói là chuyện không có thật. Còn những chuyện mà không thật thì họ tin là thật. Người đời hay đi ngược lại, giống như mấy ông thầy BD với thầy Quốc Danh với mấy ông thầy mà đọc kinh rồi cứ nói vòng vòng trong cuốn kinh á, không có nói chuyện kinh nghiệm. Như sư phụ kinh nghiệm là tối sư phụ về trời, sư phụ nói chuyện kinh nghiệm trên trời, thì sư phụ xuống địa ngục để mà cứu người thì nói chuyện địa ngục, rồi sống thế gian thì bay vòng vòng trên mặt đất, ai gọi thì tới, thì mình nói theo kinh nghiệm của mình. Còn mấy ông mà chỉ cuốn kinh xào tới xào lui, chỉ có một cái là với ổng hơn là mấy ổng không có đội nón kết. Không có ông thầy nào đội nón kết không ta? Mình có quyền đội nón kết. Ở đây ta. Nhưng mà mấy cái lễ mà sớ mà tới trời đó, mấy ổng không có làm được.